Nhiều mẫu xe tiếp tục xả hàng và có nhiều mẫu giảm giá lên tới hơn 73 triệu đồng Việt Nam. Nhiều đại lý Nissan trên toàn quốc đang đồng loạt chào bán dòng xe Sunny với mức giảm kỷ lục cho 3 phiên bản, cụ thể là phiên bản XL giảm 73 triệu đồng. So với giá niêm yết ban đầu, giá mới là 355 triệu đồng Việt Nam. Bản XTQ và XVQ giảm 68 triệu đồng. Giá bán mới lần lượt là 400 triệu đồng và 430 triệu đồng Việt Nam. Tuy nhiên, mức giảm 355 cho đến 430 triệu đồng chỉ áp dụng cho dòng xe Nissan Model 2018 với số lượng và màu sơn khá là hạn chế và chương trình kết thúc khi đại lý hết hàng tồn kho. Đối với xe Model sản xuất 2020 Nissan Sunny phiên bản XL và XTQ đã hết hàng, còn phiên bản HVQ có giá bán là 480 triệu đồng Việt Nam, chỉ giảm 18 triệu đồng Việt Nam so với giá niêm yết. Vẫn bán hàng đại lý cho biết thêm rằng tất cả xe Sunny đến tay khách hàng đều được hưởng chế độ bảo hành 3 năm hoặc là 100.000 km, tùy theo điều kiện nào đến trước. Việc thay đổi nhà phân phối không ảnh hưởng tới quyền lợi của khách hàng mua xe trước thời điểm chuyển giao. Mặc dù là mẫu xe sedan thuộc phân khúc B cạnh tranh với Toyota Vios, Honda City, Hyundai Accent, Mitsubishi Trail, Kia Soluto hay là Mazda 2, nhưng với mức giá mới thì Nissan Sunny chỉ ngang ngửa với những mẫu xe hatchback hạng A ở tại Việt Nam như là Kia Morning với tổng giá từ 299 cho đến 383 triệu đồng, Hyundai Rally 10 từ 325 đến 408 triệu đồng, Toyota Wigo từ 352 cho đến 384 triệu đồng, Honda Rio từ 418 cho đến 452 triệu đồng Việt Nam và VinFast Vario từ 425 cho đến 499 triệu đồng Việt Nam. Bên cạnh đó thì Nissan Sunny hiện được lắp ráp trong nước nên khách hàng mua xe trong thời điểm hiện tại còn được giảm thêm 50% lệ phí trước bạ đến hết năm 2020. Trong tầm giá bán thấp hơn 71 triệu đồng, nhưng Kia Soluto Luxury lại được xem là một đối thủ của Toyota Vios trong cùng phân khúc sedan hạng B. Luxury đó là phiên bản cao cấp nhất của dòng Kia Soluto ở tại thị trường trong nước. Với giá là 499 triệu đồng, Kia Soluto cũng là mẫu xe có giá bán tốt nhất ở trong phân khúc sedan hạng B ở tại thị trường trong nước. Những đối thủ của Kia Soluto trong phân khúc đó là Toyota Vios, Hyundai Accent, Honda City, Mazda 2, Mitsubishi Trail hay là Nissan Sunny. Tuy nhiên, Toyota Vios đang là mẫu xe bán chạy nhất phân khúc sedan hạng B tại Việt Nam. Hiện nay với giá bán là 499 triệu đồng, Kia Soluto Luxury liệu là có đủ sức hấp dẫn để cạnh tranh với dòng xe mang thương hiệu Nhật Toyota Vios với bản cao cấp nhất giá là 570 triệu đồng hay là không? Nói về kích thước tổng thể của Toyota Vios vượt trội hơn Kia Soluto Luxury, tuy nhiên dòng xe mang thương hiệu Hàn Quốc Kia Soluto Luxury có chiều dài cơ sở và khoảng sáng gầm của xe tốt hơn. Lần lượt với kích thước chiều dài, chiều rộng, chiều cao, Toyota Vios có kích thước là 4425, 1730, 1475, Kia Soluto Luxury với 4300, 1700 và 1460. Còn về chiều dài cơ sở thì Toyota Vios có chiều dài là 2550, còn Kia là 2570. Với bán kính vòng quay nhỏ nhất là 5100 cho Toyota Vios và 5200 cho Kia Soluto Luxury. Với khoảng sáng gầm 133 Toyota Vios sở hữu và Kia Soluto Luxury với khoảng sáng gầm nhỉnh hơn là 150. Nói về ngoại thất thì trang bị ngoại thất của hai mẫu xe dường như là tương đương nhau. Tuy nhiên, Toyota Vios được trang bị hệ thống đèn pha tự động. Cả hai thương hiệu Toyota và Kia đều sở hữu đèn pha halogen. Còn đèn pha tự động với dòng xe Kia thì không có. Toyota Vios G sở hữu đèn pha tự động. Đèn pha ban ngày cả hai thương hiệu đều sở hữu đó là đèn pha LED.
gương chỉnh chiếu hậu, chỉnh gập và chỉnh điện tích hợp đèn báo rẽ đều có trên hai thương hiệu này, Toyota và LG và Kia Sorento Luxury. Còn về nội thất cũng như là trang bị tiện nghi, Kia Sorento Luxury nổi bật với phân khúc với tính năng khởi động xe từ xa bằng chìa khóa thông minh. Vô lăng cả hai Toyota cũng như là Kia bọc da tích hợp nút bấm chức năng. Chất liệu ghế thì cả hai cũng bọc da. Khởi động xe bằng nút bấm cả hai cũng có và màn hình giải trí cảm ứng cũng có trên Toyota và Kia Sorento. Kia Sorento Luxury nhìn hơn Toyota Vios bởi vì có sở hữu khởi động xe từ xa bằng chìa khóa thông minh. Còn nói về điều hòa thì cả hai, đối với Toyota Vios là điều hòa nhiệt độ tự động, còn Kia là chỉnh tay. Toyota có hệ thống gương chiếu hậu chống chói, còn Kia Sorento Luxury thì không. Toyota Vios có một số trang bị an toàn cao cấp hơn, ngoài ra những trang bị tiêu chuẩn trên hai mẫu xe đều có. Còn Toyota Vios sở hữu đến 7 túi khí, Kia Sorento Luxury chỉ có 2 túi khí. Cả hai dòng xe này đều sở hữu camera lùi, cảm biến lùi, chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD. Tuy nhiên, những trang bị sau đây lại không có trên Kia Sorento Luxury, chỉ có trên Toyota Vios. Đó là hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ đổ đèo. Nói về động cơ cũng như là sự vận hành thì Toyota Vios có động cơ mạnh hơn 13 mã lực so với Kia Sorento Luxury. Động cơ của Toyota Vios là 1.5 hút khí tự nhiên, công nghệ VVTi, còn Kia Sorento là 1.4 hút khí tự nhiên. Công suất tối đa của Toyota Vios đó là 107 mã lực, còn Kia Sorento Luxury là 94 mã lực. Hộp số tự động vô cấp CVT có trên Toyota Vios, còn ở trên Kia Sorento Luxury đó là hộp số tự động 4 cấp. Cả hai đều sử dụng dẫn động cầu trước FWD. Như vậy thì Kia Sorento Luxury sẽ phù hợp hơn với những khách hàng ưa chuộng một mẫu xe với giá bán phải chăng và mua xe lần đầu, trong khi Toyota Vios sẽ phù hợp hơn với những khách hàng muốn sở hữu một mẫu xe bền bỉ, khả năng bán lại với mức giá cao hơn và trang bị an toàn đầy đủ hơn. Đây cũng là một cái sự cân nhắc cho khách hàng và nhiều sự lựa chọn rõ ràng để quý vị có thể sở hữu một chiếc xe ưng ý nhất trong tầm giá túi tiền của mình, tầm giá 500 triệu đồng. Quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất lắp ráp trong nước đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020 với mức giảm là 50% đang được lấy ý kiến và sẽ sớm được ban hành. Khi đó thì những chiếc xe đã rẻ sẽ còn rẻ hơn nữa. Trong phân khúc xe nhỏ cỡ A có nhiều cơ hội bùng nổ doanh số hơn. Do đó, nhiều người đang đắn đo không biết là nên mua một trong ba mẫu xe giá rẻ hiện nay và nên mua loại nào. Phân khúc xe nhỏ cỡ A hiện nay tại Việt Nam có 3 mẫu xe lắp ráp, đó là Kia Morning, Hyundai Grand i10 và VinFast Vario. Và 2 mẫu nhập khẩu gồm có Toyota Wigo và Honda Rio. So sánh và phiên bản cao cấp nhất của 3 mẫu lắp ráp trong nước gồm có Kia Morning Luxury với giá được niêm yết đó là 393 triệu đồng. Hyundai Grand i10 với bản 5 cửa là 1.25 AT giá niêm yết là 405 triệu đồng. Và VinFast Vario Luxury giá niêm yết là 492 triệu đồng. Được xếp ở hàng xe cỡ A nhưng Hyundai Grand i10 lại sở hữu kích thước tổng thể và trục dài cơ sở lớn hơn hai mẫu Kia và VinFast Vario. Nếu so với Kia Morning thì Hyundai Grand i10 có chiều dài lớn hơn tới 170mm và trục cơ sở dài hơn 40mm và đồng thời trọng lượng không tải của Hyundai Grand i10 cũng lớn nhất trong 3 mẫu, nặng hơn hai xe còn lại từ 37 cho đến 82 kg. Tuy có kích thước cân nặng lớn hơn nhưng Hyundai Grand i10 lại dùng lốp với cỡ mâm 14 inch, trong khi trên Kia Morning và VinFast Vario là 15 inch, nên đứng cùng nhau có cảm giác xe Hyundai không hề nhỉnh hơn. Xét về trang bị bên ngoài, ở phiên bản cao cấp nhất thì Kia Morning Luxury thu hút hơn khi sở hữu đèn halogen, bóng thấu kính có cụm đèn pha và đèn sương mù, dù là giá bán niêm yết đang rẻ nhất trong 3 mẫu xe đang so sánh.
Cả ba mẫu xe đều tích hợp công nghệ đèn LED phía trước, trên gương chiếu hậu và đuôi xe. Do thừa hưởng thiết kế đặc trưng từ thế hệ xe Plus Spark trước đây, nên VinFast Vario vẫn giữ trang bị hai thanh giá nóc chạy dọc trần xe tạo theo điểm nhấn của xe. Còn nói về nội thất, do đặc điểm của dòng xe cỡ A khá nhỏ, nội thất không quá rườm rà. Đi theo hướng tối giản nên người tiêu dùng thường chú ý tới thiết kế của cụm đèn hàng ghế trước và bệ điều khiển trung tâm. Bản cao cấp nhất của Kia Morning, Hyundai Renault và VinFast Vario đều được bọc ra cả ghế và vô lăng. Khác biệt chủ yếu nằm ở bảng táp lô và cấu hình sắp xếp hệ điều khiển trung tâm. Cả ba mẫu xe đều dùng màn hình DVD cảm ứng kết nối với Bluetooth, HDMI, USB radio. Riêng Vario có tới 6 loa, hai mẫu xe còn lại dùng 4 loa giải trí. Và đặc biệt ở màn hình sau vô lăng, VinFast Vario nhìn hơn hẳn khi có kích thước là 4,5 inch, trong khi trên Kia Morning khá nhỏ, chỉ khoảng 2,5 inch, cung cấp các thông số xe đang vận hành. Nói về tiện nghi thì là dùng không sở hữu điều hòa tự động như là Kia Morning và VinFast Vario, nhưng bản 5 cửa cao cấp nhất của Hyundai Renault lại có sẵn màn hình định vị bản đồ GPS, nút bấm khởi động, cửa sau mở điện với dung tích để hành lý cũng lớn hơn hai mẫu còn lại. Bù lại về tiện ích thì số chỗ để mà cốc trên Kia Morning và VinFast Vario đó là 6, nhiều hơn xe Hyundai một đơn vị. Còn nói về động cơ thì VinFast Vario sử dụng động cơ 4 xi lanh dung tích là 1.4, được coi là lớn nhất trong phân khúc, có khả năng tạo công suất là 98 mã lực, mô men xoắn 128 N, dùng hộp số vô cấp và hộp số dẫn động cầu trước nên khả năng chạy phố khá là linh hoạt. Ở phía còn lại thì dù chung nguồn gốc nên Kia Morning và Hyundai Renault đều sở hữu động cơ dung tích là 1.25. 4 xi lanh cam kép DOE chassis có khả năng tạo công suất 86 mã lực và thông số mô men xoắn cực đại là 120 N, sử dụng hộp số tự động 4 cấp tiêu chuẩn. Nói về mức độ an toàn thì trong cả 3 mẫu xe được đưa lên bản cân về độ an toàn. VinFast Vario bản Luxury tỏ ra vượt trội khi nhận được rất nhiều trang bị an toàn hiện đại. Có thể nói tới như là phanh ABS, EBD, cân bằng điện tử, 6 túi khí, khởi hành ngang dốc, hệ thống kiểm soát lực kéo, tính năng chống lật, trang bị căng đai khẩn cấp, hệ thống cảnh báo tự động thắt dây an toàn, hệ thống phân phối lực phanh điện tử. Ở hai mẫu xe còn lại, chỉ Hyundai Renault 1.2 AT Hatchback là cạnh tranh gần ngang ngửa với VinFast Vario khi chỉ thua kém số lượng túi khí, hệ thống kiểm soát lực kéo và tính năng chống lật. Khá là thất vọng là Kia Morning dù là nâng cấp ở bản Luxury nhưng thiếu vắng hàng loạt trang bị hữu ích như là cân bằng điện tử, khởi hành ngang dốc, kiểm soát lực kéo. Và đây là những trang bị giúp cho người lái cảm thấy yên tâm hơn dù là đi phố hay là đi đường trường. Hiện tại thì cả 3 mẫu xe của Kia Morning Luxury, Hyundai Renault Hatchback 1.25 AT và VinFast Vario Luxury đều đang áp dụng báo giá và khuyến mãi riêng, giúp giá xe thấp hơn giá niêm yết hàng chục triệu đồng Việt Nam. Trong khi đó thì Hyundai Renault Hatchback 1.25 AT đang bán dưới giá niêm yết chỉ còn là 383 triệu đồng, tạo được lợi thế lớn nhất. Xét về động cơ thì trang bị mẫu xe VinFast Vario Luxury rất đáng quan tâm vì vượt trội so với hai mẫu xe còn lại. Tuy nhiên, giá bán của phiên bản này đã trở về như cũ, đó là 492 triệu đồng, không còn ưu đãi hơn 100 triệu đồng như trước đây nữa. Khoảng cách về giá bán thương hiệu so với hai mẫu xe Hàn vốn đã quá quen thuộc khiến cho VinFast Vario có thể kém thu hút hơn khi cùng được áp dụng mức giảm 50% phí trước bạ sắp tới đây. Nhưng bù lại thì những chính sách ưu đãi trong hệ sinh thái của Vingroup cho người mua xe có thể kéo lại sự chênh lệch về giá bán.